Cảm ơn. Mẹ xe hơi vô thì chất. Vô cho vô đi. Trời ơi chứ sao giờ. Ai chức bán với số buồn quý gì chất. Ăn no mệt quá cái gì. Ê, sữa bình xăng con chưa? Nó dắt lên lầu 2 sữa cho, đi đi. Bình xăng có nghẹt không? Đau quá, quý quý, móng tay mày bén quá. Cái gì vậy chết? Ngắt vô một nghẹo. Ê, lên lầu 2 đi, còn không có chịu này đi. Nè, nè, thằng sau lưng mày nè. Thằng hả, con? Đó, sữa đi. Thôi sữa hai nấu đen đại đi dắt lên gần lầu 2, gần lầu 1. Anh đẹp trai số không? Cũng đẹp trai quá trời, con le le nè. Mua giùm đi, giúp đỡ nghèo đi. Trời ơi, cuốn sang đẹp đại gia quen cô Việt Kiều mà nói tiền. Mua giùm đi. Đó, mua số đi, đó, thấy không? Mua số giùm cô đi. Nói đi ba ơi, mua số giùm đi. À, mua giùm đi ba. Con có mua không? Con mua, mua mấy tờ. Nói đi. Con mấy tờ? Mua ba tờ đi. Nó mờ ba nó kìa. Con lấy đây. Ơ, à, dách, xé dách à. Chị lấy cho. Đó rồi. Cha nhiều. 120, có 11 tờ. Hơn á, con thấy hơn á nha. Đâu? Lỗ là gán chịu nha. Trời ơi, trời. Thôi, không, không được. Lại ăn lỡ chịu chơi. Thôi, có đài kia kìa nữa nè. Thấy không, chém lộ vốn rồi hả không? Một lốc nó có 11 cờ nè, lốc nó nè. Này cát xuống. Đếm lại đi mất công lộn. Nè, đếm nè, đếm rồi, con đếm rồi, quên. Chú. Chị. Nó trẻ luôn nữa. Ờ. Chết. Ê, đừng có xé không đồ. Ê, đừng có xé cái đó ra. Quýnh đồ bây giờ nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nè. 100 ngàn. Thấy không? 9 tờ là 9. Đúng rồi. Rồi cảm ơn đi chứ. Cảm ơn. Số không chị? Số không? Mua đây để cô Nhung Vũ mày lên lầu 1. Mua đây cô Nhung Vũ lên lầu 1 giờ. Số không gì? Ai vậy? Nhìn ổng ra. Thôi. Ông mở cái này ra đi nhìn mới ra. Đã không? Ở đâu? À biết rồi. 20 triệu nè. Không phải đâu. Không có đó ba, hồ kỵ. 22 ngàn. Trời ơi, mê Phi Nhung rồi. Ờ. À, mê nó dắt mà lên xuống nước này đó. Ngu quá. Cảm ơn. Ê, gì tiêu vô nữa à. Ôi, xe hơi vô, vô quá trời, rất nhiều quá rồi. Ừ. Vô xe hơi quá trời, chắc rồi. Con còn cắt. Trời ơi. Trời ơi. Chửi thôi đừng lại mời nha. Con còn cắt. Đi heo này xui lắm lông không à. Vô đi nhà em chồng vô. Chỗ ngoài đi. Không có đâu bạn. Để trong kìa. Mặt đang xếp kìa. Qua với em ăn chơi thôi. Việt Kiều ngừng đó đi, qua đây. Ngừng xe đó đi, vô đây. Thì quắt qua đi. Mày lùa qua kia kìa. Qua kia. Ba kia anh Việt Kiều, số em. Số đi anh Việt Kiều. Con dòng, con cá. Trời tính, đi gấp quá nè, đi gấp mua mấy cái bánh bía cho bạn rồi. Trời ơi, uổng vậy. Ừ, với Sóc Trăng lên á. Bánh bía ngọt, à. Đâu được đâu. Ừ, nghe nói tiểu đường ăn bánh bía nó bổ, bác sĩ nói á. Không có, lên đường ba. Quê má tôi á, mua ở Cần Cần ha, mua lóc nào.
cần cần bánh bia mới ngon. Anh nấu xanh nhớ em không? Anh quên em hả? 121 tờ. Trời ơi, tôi sốc trăng lên đây đau. Gì vậy? Mày nhắc cái nào tới nấy đau quá. Nhắc luôn á. Mày sốc trăng lên em. Ghé này sớm mà mưa quá. Mưa ghé mưa bà mấy cái mía rồi. Hôm qua trển có mưa à. Hôm qua ào qua ở đây mưa ướt át luôn. 120. Trời ơi, uổng quá, cùng quê không mua cho tôi ăn, tôi gèm. Quyên à, bé quan chút Quyên. Em nói bà ẩm chức đi đi chợ gãy về bác sĩ cứ ăn nấm bía và uống trà đường rồi nhiều nhiều quá không cho khỏe. Trời ơi mà. Đó, không có không? Đi bệnh viện bố. Bệnh viện bố hả? Ờ đi bệnh viện mắt quay rồi nè mà thấy. Hôm nay cây chức rung rồi anh. Bắn này à, với cổ anh. Này. Cây rung rồi. Với kêu cho tiền á. Thứ hai bắn mắt tiếp. Đi đằng sau lên gãy gì bánh bía nghe không? Ôi trời ơi bắn mắt đường lên ăn bánh bía gì bà muốn con chết hả? À? Mắt sáng chân luôn. Quá trời luôn. Ờ quá trời luôn. Vòng qua được bên kia. Mời cái chứ đi mình vòng qua đây lại gì chứ. Ừ rồi anh nữa. Ở đây nè. Ngồi đi bà Việt Kiều. Bà Việt Kiều số không ngồi buồn vậy. Quê đâu vậy? Ở đây. Ba Hưng, Hàng, Hàng. Trời ơi. Tính nói không được luôn á. Từ từ quay. Nói không được à. Số đi bà Việt Kiều, mua một cùi đi quan nha, chúc nha. Bà đẹp. Anh, số anh Việt Kiều. Quyên Nhung ơi. Kìa, anh này này, tựa dắt lên lầu 1, xăng nghẹt. Đó, anh chăm mình đó, xăng nghẹt á, dắt lầu 1 đi. Quế Campuchia về bà nói hoài. Thư Nhung á. Nè, dắt ảnh lên sửa bình xăng đi. Anh, yêu mẹ em coi. Trời ơi, nó cưỡng bòi, bà đi bút. Nhiều con cắn chớt mấy ngày nay mưa nè con Phương nó đi đóng xô hoài đi nữa hả? Ừ đi hoài à đi á à. ê Phi Nhung anh đó ở Sóc Trăng đó quê má ta đó trời nó còn nhỏ quá trời già cặp cờ sớm quá vậy còn nhỏ xíu mày đặt đi học hỏi gì mày ra đi chơi mày chứ không hỏi gì chứ không nít không có cho thấy Phi Nhung đang múa kìa rồi với nó 18 tuổi rồi mà má con cả còn nít quá trời ra sớm quá Phi Phi Nhung hai anh này nè mày muốn dắt cha nào lầu 2 lầu 3 đi lầu 3 là xúc bình xăng thả ga luôn á trời ơi kiếm nhật hả kiếm nhật gì chứ vô cái chiêu đi gì chứ rồi hỏi có gắn bì gì không hỏi anh có gắn bì nhỏ này thổi kèn chắc xô độc lắm á nha sợ thổi kèn độc lắm á anh lấy 21 còn anh đẹp trai 21 sao mặt mà sĩ nó bắn mắt vậy chơi chừng nào bắn mắt viên bú viên ba ở dưới Sóc Trăng mình quê mình nó có cái gì bài cái gì thuốc á bài thuốc hay lắm bà cái xóm á bà chị hết trơn rồi đó bà có khám cái này không có hết nè băng bà tiểu đường với bị bú bú gì đó băng bánh bía với uống trà đường cơ mà đó, không nổi đường con lên lẹ nữa băng luôn, trời ơi sợ ngày chết hả bà rồi, bây giờ bà còn băng rồi bà nằm tung phủ á ê chụp hình tao với anh thầy cu này đi đưa mặt qua chụp coi ba ê chụp đi làm kỷ niệm rồi chưa chụp đại đi coi quân xét hả mày mò gì vậy ê rồi ok
coi luôn. Trời chụp mang nhắm mắt không chỉ chạy chụp mở mắt lên. Anh yêu lấy vòng không? Lấy 21 không? 66 vòng á, mưa hoài là vòng. Uống đại sambo qua nước cam cho đẹp da đi. Năm tờ á anh, 55 ngàn anh yêu. Năm lăm ngàn đưa đây em khỏi kìa. 55 ngàn giúp khách đi qua xuống bình xăng nữa à. Hai kêu ông Kinh Dung sửa trước đi má. 5 ngàn nữa cô, cảm ơn. Khỏi lại 5 ngàn. Anh đẹp trai, anh người nước nào vậy? Anh người nước nào sao anh đen quá vậy? Nãy giờ gặp Quy Nhung chưa? Trời, anh gặp người Campuchia à? Mua không? 120. 120 xui à, tờ bắt 120. Ừ, còn 20 nữa. Bữa nay đi đây là đi chơi đặc biệt. Giờ đẹp quá. Ừ. Ủa chứ không bao giờ thấy chứ khói lòng tiền gì chứ. Đây 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 đưa lại đó đi em ngồi chưa. Cầm đi đưa lại rồi cố lại cho. Này à. Sao giờ trời chứ đương nhiêu ảnh đương nhiêu. Này à, cầm. À. Đưa thêm 100 nữa đủ phải không? Sao đưa thêm 3 cái này xài. Anh mua nhiêu tờ anh? 11 tờ. Anh đưa 500 đúng không? 300. 300. 300 là nhiêu tờ? 120, 300 thì khối là 180 chứ. Khối là 180. Nè, khối tờ 10 ngàn với tờ 50 cũng đủ. Đâu? Mới 120 à. Ờ, thêm tờ 50 mới đủ. Thôi, 2 ván kỳ vậy chết tôi à đó. Bà nói đi ngay, cô đưa hết tiền luôn. Cô, ông này ba cưng á hả? Trời ơi, đẹp quá ha. Con gái đẹp ghê. Đừng lấy gì à, Việt Nam ở đây nha, khổ đi nước ngoài vậy. Sao anh xăm bấy người hết vậy? Kêu anh xăm em đi. Thôi, ăn em thì có chứ. Trời ơi, đẹp trai quá trời. Kêu quắc vô rồi em gì chứ. Anh vô đây ăn nè anh, chạy luôn đi. Vậy hả? Dạ. Mày ngắt tao rồi mày kêu có đuổi khách đi đi. Trời. Cái miệng của bà tháng 7 á, nghiệp không gia chức nha. Chứ sao mày bắt trước nó hoành ngồi. Rồi mỗi lúc kia mẹ nó ngồi. Mày tính chơi cà hả bơn. Gàn thiệt sợ lửa đâu nha. Đuổi nào mày vậy không? Do quýnh lộn không? Nghe lời nó. Rồi. Khách đâu nữa? Mẹ anh bên đây nè. Mua rồi. Mua chưa? Mua rồi. Nãy mua gì chứ 5 kìa, anh này à, điện thoại 2 triệu. Sai lầm luôn.